Mình tên là Nguyễn Mạnh Trí và mình sinh năm 2002. Gần đây mình đã đạt được 7.0 ở bài thi IELTS. Lý do để mình chọn học IELTS là thứ nhất mình đã là học sinh năm cuối và trường đại học của mình là trường Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và trường yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Anh để tốt nghiệp. Chính vì vậy mình đã chọn học để lấy chứng chỉ IELTS. Thứ hai là mình thấy thị trường lao động hiện tại có rất nhiều những bạn tài giỏi và mình tin là chứng chỉ IELTS sẽ giúp mình có lợi thế trong việc cạnh tranh xin việc. Vì vậy mình đã chọn một bên điểm là 7.0, mình đánh giá là khá cao và khó. Và mình đã chọn học hai khóa học, thứ nhất là khóa học C7 với mục tiêu là 7+ và khóa học Speaking and Writing của IELTS Online Test. Lý do mình chọn IELTS Online Test bởi vì chị ấy mình đang làm việc cho tập đoàn Intergrade, một tập đoàn rất lớn và nổi tiếng về lĩnh vực giáo dục và du học của Anh Quốc. Và đây cũng là tập đoàn chủ quản của IELTS Online Test. Chính vì vậy nên mình rất an tâm và hài lòng khi lựa chọn học ở trung tâm mình. Mình được may mắn được đăng ký vào lớp của cô Mai Thanh, cô Nguyên và thầy Thomas. Khi được học với thầy Thomas, mình cảm giác kỹ năng speaking của mình đã cải thiện rất đáng kể. Mình có thể nói nhiều và nói trôi chảy hơn trước. Còn về cô Mai Thanh và cô Nguyên, kiến thức các cô dạy về ba kỹ năng còn lại, mình cảm thấy rất phù hợp với bản điểm của mình và những thắc mắc của mình đều được giải đáp một cách kịp thời và hợp lý. Những feedback đều rất có tâm và mình cảm thấy rất may mắn khi được học ba thầy cô này. Đặc biệt là bên điểm, reading của mình đã tiến bộ một cách vượt bậc và đạt được 8.0 sau khi tham gia khóa học của IELTS Online Test. Mình cảm thấy rất vui vì đã lựa chọn đúng nơi để học IELTS. Cảm ơn IELTS Online Test vì hai khóa học rất chất lượng.